Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online. Biên tập viên Nam Hà sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Nam Hà. Cảm ơn Thu Hương và Đinh Hạnh. Kính chào quý vị khán giả. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa liên tiếp đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương chiến công của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo bộ được báo cáo thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ tổng cộng 79,5 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin, 2 khẩu súng cùng với nhiều vật chứng khác. Những chiến công liên tiếp đã khẳng định sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, mưu trí sáng tạo và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam. Kết quả điều tra khám phá các vụ án đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô lên tới hơn 200 tỷ đồng vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa thành công. Đường dây này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Năm đối tượng bao gồm Phạm Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn Quang, Dương Vũ Hổ Em, Nguyễn Trọng Tấn bị bắt giữ về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để tổ chức cá cược bóng đá, Phạm Văn Vĩnh liên hệ với một đối tượng ở nước ngoài lấy tài khoản cá cược Master hạn mức tín dụng 200.000 điểm và tài khoản cá độ bóng đá với hạn mức tín dụng 100.000 điểm từ Dương Hồ Vũ Em. Từ tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới, giao cho Quang, Cường và Tấn quản lý để tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn và các con bạc ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia cá cược. Các đối tượng hoạt động thông qua website cá cược hai bóng.com và các ứng dụng Zalo, Telegram, Viber để trao đổi liên lạc. Với thủ đoạn hoạt động trên, từ đầu năm đến nay, qua trích xuất dữ liệu điện tử, các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 200 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn, 9 điện thoại di động, một máy tính xách tay, 12 triệu đồng tiền mặt và hơn 7.000 trang tài liệu cùng một số đồ vật có liên quan. Lừa đảo bằng thủ đoạn đặt cọc tiền mua đất, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Hồng trú tại thành phố Quảng Ngãi vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hồng đã hợp tác làm ăn với một phụ nữ ở thành phố Quảng Ngãi. Hồng dùng thủ đoạn gian dối nâng khống số tiền đặt cọc mua đất, làm giả giấy đặt cọc chiếm đoạt tiền của người này 1 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân của thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của Hồng liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo và phối hợp giải quyết. Chuyển nhầm tiền hoặc nhận nhầm tiền qua tài khoản là tình huống mà nhiều người đã gặp phải. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, trong đó có hành vi cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bị hại, sau đó yêu cầu trả lại số tiền đã chuyển nhầm cùng với một khoản lãi rất lớn. Cơ quan công an đã đưa ra một số lưu ý cảnh giác tới người dân. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, anh Bùi Thành Trung ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn nhận được một khoản tiền chuyển qua tài khoản lên đến 300 triệu đồng nhưng không hiện số tài khoản của người chuyển đến. Sau đó, anh nhận được tin nhắn qua tài khoản nhờ chuyển lại số tiền. Mặc dù rất muốn trả lại số tiền trên cho người đã chuyển nhầm nhưng do số tiền lớn và đề phòng những tình huống bất chắc, anh Trung đã báo ngân hàng và công an Lạng Sơn. Qua công tác phối hợp rà soát, xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ số tài khoản và người đã chuyển nhầm tiền là Hoàng Văn Chuyển ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hôm qua tôi có chuyển nhầm cho anh Trung số tiền 300 triệu. Thì anh Trung cư trú trên Lạng Sơn và anh Trung đã liên hệ với công an Lạng Sơn mà hôm nay tôi đã lên đây. Công an Lạng Sơn và anh Trung đã bàn giao đủ số tiền cho tôi 300 triệu đồng. Tôi rất cảm ơn các đồng chí công an và anh vợ chồng anh Trung nhiệt tình bàn giao đủ cho tôi số tiền trên.
việc trình báo ngân hàng hoặc báo cho cơ quan công an về việc nhận nhầm hoặc chuyển nhầm tiền là việc làm rất đúng đắn và cần thiết nhằm phòng tránh việc rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng và những tình huống rắc rối trong quá trình chuyển trả lại tiền. Người dân khi nhận được chuyển tiền nhầm từ người khác thì cái việc là báo cho cơ quan công an hoặc là ngân hàng là hoàn toàn đúng, chính xác. Vì một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng cái hình thức chuyển tiền nhầm này để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Cụ thể kịch bản của các đối tượng lừa đảo sẽ là chuyển tiền nhầm đến một người mà họ có sẵn thông tin cá nhân. Sau khi chuyển tiền nhầm thì sẽ nhắn tin hoặc gọi điện đòi lại bằng được số tiền trên. Và khi mà nạn nhân đã chuyển tiền lại cho các đối tượng lừa đảo thì các đối tượng lừa đảo tiếp tục một lần nữa liên hệ với ngân hàng và yêu cầu bị hại chuyển thêm một lần tiền để hoàn trả nữa. Hoặc cũng có thể là các đối tượng lừa đảo sau khi chuyển tiền nhầm cho bị hại thì sẽ lợi dụng việc đó và nhắn tin thêm một hợp đồng vay vốn tín dụng chẳng hạn. Và sau một thời gian dài thì sẽ đòi bị hại phải trả cái số tiền đã chuyển tiền nhầm đấy. Sau đó sẽ đòi thêm cái lãi suất mà theo cái hợp đồng vay vốn tín dụng đã gửi cho bị hại. Hiện nay những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt là lừa đảo từ xa. Chính vì vậy, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại cho người chuyển nhầm. Tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, tài khoản mật khẩu giao dịch một lần OTP cho bất cứ ai, kể cả là người tự xưng là nhân viên ngân hàng ở dưới bất kỳ hình thức nào. Cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website đăng nhập cung cấp thông tin tài khoản cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng Đoàn Việt Nam trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi giết người. Đối tượng Đoàn Việt Nam và một nữ bị hại 29 tuổi cùng kinh doanh tại khu vực chợ Cẩm Lệ. Do mâu thuẫn lâu ngày, tối mùng 8 tháng 9, sau khi đi nhậu về, Nam cầm dao sang quán nước mía của bị hại và đâm một nhát vào cổ khiến người này thương tích nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Đối tượng Nam sau khi gây án đã vứt hung khí và về nhà. Qua vận động của cơ quan công an, Nam lên trình diện và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý điều tra theo quy định. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, Nguyễn Trọng Nghĩa trú tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã dùng dao đâm nhiều nhát nhằm tước đoạt mạng sống của vợ nhưng không thành. Tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội giết người. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vợ Nghĩa bỏ nhà đi thuê phòng trọ tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang sống riêng. Ngày 18 tháng 4, Nghĩa điều khiển xe mô tô đến nhà trọ và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nghĩa dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ thì được người dân đến can ngăn bắt giữ Nghĩa rồi trình báo công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Vợ Nghĩa được đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là 49%. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, để xử lý dứt điểm tình trạng học sinh điều khiển xe máy quá dung tích cho phép tới trường, Công an thành phố Đà Lạt đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt. Bên cạnh việc tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, đơn vị sẽ củng cố hồ sơ để xử lý đối với những trường hợp phụ huynh giao xe cho con khi không đủ điều kiện điều khiển xe. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng đầu tiên Công an thành phố Đà Lạt ra quân kiểm tra xử lý tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng xe máy có dung tích xi lanh vượt 50 phân khối. Chưa đầy 30 phút trước giờ học tại đường Trần Phú, phường 3, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, cảnh sát cơ động đã phát hiện hơn 20 trường hợp vi phạm lỗi sử dụng xe máy vượt 50 phân khối. Nhà em ở đây tới trường em là trường Trần Phú. Là đi khoảng tầm từ 5 đến 10 phút nếu mà gọi là đi nhanh, đi đường không mất kẹt xe. Nếu không thì phải mất tới 15 phút thì như vậy thì nó hơi bất tiện. Nay ba em có việc nên ba mới đi giao xe thì em đi một bữa nhưng mà... Hầu hết các trường hợp vi phạm đều là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Một số em còn đang học bậc trung học cơ sở. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, mời phụ huynh đến làm việc và đưa các em tới trường học tập. Theo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Lạt,
ngoài các mức phạt vi phạm hành chính theo độ tuổi của người vi phạm. Trong lần ra quân này, đơn vị sẽ củng cố hồ sơ để xử lý đối với các trường hợp phụ huynh giao xe cho con khi không đủ điều kiện điều khiển, đồng thời lập danh sách gửi về nhà trường và phòng giáo dục để phối hợp quản lý. Qua công tác điều tiết giao thông thì chúng tôi đã xử lý các trường hợp vi phạm các em học sinh chưa đủ tuổi đã lái xe trên 50 phân khối. Chúng tôi cũng phải tạm giữ để có các biện pháp răn đe giáo dục các em cho để đảm bảo tình hình an toàn trật tự giao thông ổn định hơn. Để xử lý triệt để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn đến trường, ngoài việc lập chốt cố định và tuần tra lưu động tại các tuyến đường có nhiều trường học, Công an thành phố Đà Lạt sẽ rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh không có giấy phép để xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với nhà trường và phụ huynh để thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông cho học sinh, yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện cam kết không giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện đến trường. Khóa cho xe nhé. Chiều qua, Lữ đoàn Công binh 249 Binh chủng Công binh đã hạ thủy 12 cano và 20 đốt cầu phao gần cầu Phong Châu Phú Thọ. Dự kiến vào ngày mai 30 tháng 9, người dân sẽ được qua cầu. Về công tác chuyên môn do lực lượng quân đội triển khai, về phía huyện sẽ hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trong khu vực để lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ. Những ngày vừa qua, nước sông Hồng đã rút, lưu tốc dòng chảy đã cho phép, nhưng mức độ sụt sạt hai bên bờ bến rất lớn. Lữ đoàn 249 đã phải gia cố trên 11.000 mét khối đá ở hai bến và đường lên xuống. Bên cạnh đó, Lữ đoàn 249 cũng tiến hành các giải pháp gia cố về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Tranh thủ lũ trên các sông Tích, sông Bùi đang xuống, chính quyền xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng dọn vệ sinh một số trường học trên địa bàn bị ngập sâu trong nước trong nhiều ngày qua. Chính quyền xã Nam Phương Tiến đã chỉ đạo các lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp trong 2 ngày cuối tuần. Đây là những trường bị ngập nhiều ngày qua, học sinh phải đi học nhờ tại các trường lân cận. Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ cho biết đã yêu cầu các trường hàng ngày phải rà soát cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh. Khi nước rút, các trường khẩn trương dọn vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại. Trong khi đó, dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. 3. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không để cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 4. Tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. 5. Sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. 6. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh Truy Nã.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 06 ngày 25 tháng 5 năm 2017 đối với đối tượng Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hai tội danh trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Còn phạm hai tội danh đánh bạc và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải nhận quyết định truy nã số 09 ngày 2 tháng 8 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cũng liên quan đến tội đánh bạc, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đối tượng Trần Văn Phương, sinh năm 1996 và đối tượng Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1995. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692334 5860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.